Ôi, quý vị các bạn thân mến, ôi hôm nay thì tới Hội An mình xin rất là hân hạnh và rất vui được giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái địa điểm mới, một cái điểm check-in mới mà vô đang rất là hot mà không phải ai cũng biết. Đây là Roving Chill House, nằm ở tại khối Thanh Tây, cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ khoảng chừng 10 phút, chưa tới 10 phút, gần 10 phút đi taxi mà thôi. Đó, và quý vị các bạn có thể nhìn thấy là ngay cái đoạn đường hồi nãy mình vừa đi vào thôi là quý vị các bạn đã thấy rồi. Đó, cảnh hai bên là hai cái cánh đồng là những cái cánh đồng lúa xanh rì xanh ngát. Và cái chill house này, roving chill house này nằm ngay cái giữa trung tâm cái cánh đồng. Cho nên là chính vì vậy cho nên là nơi đây là trở thành một cái địa điểm check in mà các bạn trẻ rất là thích và đang kháo nhau trên mạng xã hội. Và mình cũng thấy rất nhiều người nước ngoài cũng rất là thích tới đây ngồi. Đó, phía trước lại có một cái hồ sen ha. Đó. Còn bên chung quanh là bát ngát lúa xanh. Đây, ngay từ bên ngoài vào thôi là chúng ta cũng đã thấy rồi, những cái đây những bộ bàn ghế. Đây chúng ta thường uống cà phê có thể ngồi ở đây thư giãn buổi chiều. Nếu buổi chiều tà mà buông xuống thì mình nói thật với các bạn là nằm ở đây còn cái gì bằng nữa. Nằm thẳng cẳng ra xong kêu một ly nước mát, ngồi ngắm ra cánh đồng xanh rì ngoài kia, trời ơi chắc nó chết luôn. Nhưng mà mình đến đây cái giờ này nó hơi trái giờ một chút xíu, nó hơi vô lý chút xíu là 3 giờ cái 15 nắng chang chang luôn. Nhưng mà biết sao được, tại vì chiều nay mình lại có một cái cuộc họp gấp. Tranh thủ, lúc nào cũng phải tranh thủ các bạn ạ. Đó. Đó, đứng ở cái góc này thì chúng ta có thể nhìn thấy ở phía bên kia đúng không? Đó, đó, 5, 1, 2, 3, 4, 5 cái giường. Rồi, ở dưới có cái hàng bông giấy rủ rủ xuống nè, nó lãng mạn và thơ mộng biết bao nhiêu. Đói, ở đây thì lại có cái góc, những cái góc khác đó, quý vị các bạn thấy ngồi như thế này. Và hầu hết những cái ghế, những cái bộ ghế đây nó cái đầu giống cái đầu hồi nó giống như là cái giường vậy đó, thiết kế rất là lạ. Và ở đây là quầy order nước, cái quầy nhỏ xíu à, gọn gàng, cũ cũ, được đóng từ những cái tấm ván pallet và những ván ta ván và những cái tấm ván rất là cũ luôn. Đó, kiến trúc quán thì các bạn thấy đây các cái cũng là các cái cột gỗ nhưng mà nó cũ, nó rêu phong là cái màu họ cố gắng làm cho nó, họ làm cho nó nhìn nó rất là xưa cũ. Đây những cái màu nè bong tróc lên nhưng mà nhìn dễ chịu, dễ thương vô cùng, coi chừng ngã vô cái quay của ta. À, cái kiến trúc của cái này làm hơi hơi giống như nhà rường, cái kiến trúc nhà rường nhưng mà là nhà rường của mình cũng biết nhà rường này giống nhà rường Huế hay nhà rường Nam Bộ hay là nhà rường Bắc Bộ, mình nói chung là nó là chỉ là một cái nhà gỗ. Đây các bạn cũng có thể chọn ngồi như thế này rồi cũng ngồi. Nếu mà ngồi ở đây góc ở này thì hai bên đều có thể nhìn ra cái cánh đồng ngoài kia. Đấy. So chill. Rồi còn phía bên đây thì lại là một cái câu chuyện khác. Đó, ngồi góc này thì cũng lại có một cái khuôn viên khác. Một cái điều mà mình vô cùng thích đó là lý do là các bạn có biết là cái gì không? Đó là gió. Gió lồng lộng mát rười rượi luôn, đã vô cùng luôn quý vị các bạn. Rồi bây giờ chắc là bộ thư ký thư cò của tôi đó trơn rồi. Con ơi cho chú gọi ly nước đi con. Trời ơi giờ này trời này uống cái gì cho nó đã nè ta. Dạ tụi con có một vài nước detox hả? Tụi con là cũng không bỏ đường á. Ồ nước detox. Trời ơi tự nhiên chú thèm được cà phê đá quá hay cà phê dừa quá. Dạ tụi con có cà phê dừa đó. Detox là detox cái gì ta? Rồi, tao cho chú một ly trong một ly detox juice đi. Dạ. Ồ có cà phê sữa đậu nành nữa này. Dạ. Chú muốn loại nào vậy? Thôi con cho chú một ly green starter. Dạ. Rồi với lại một ly cà phê sữa đậu nành, uống nó ra làm sao nha. Cảm ơn. Rồi giờ để chú đi tìm gốc. Cái bi kịch của cái vô cái quán này là nói thật với quý vị các bạn là không phải là không có chỗ ngồi mà không biết ngồi ở đâu. Bởi vì vấn đề ở chỗ là chỗ nào cũng đẹp hết, chỗ nào cũng thơ mộng, chỗ nào cũng mát. Và họ biết cách lấy khí trời từ bên ngoài vào đó. Quý vị các bạn thấy cái trần nhà rất là thấp ha, đâu có gì đâu. Đó nhưng mà sao bốn bề nó lồng lộng hay thật luôn, không hiểu là thiết kế như thế nào luôn á. Nhận ra rồi, nãy giờ mới nhận ra phải không? Rồi ở đây là một cái gian khác, đây quý vị các bạn thân mến. À, đây là cái block trung tâm, ở đây còn đây là một cái block khác này. Mình nghĩ rằng trong block này có máy lạnh chăng? Cũng chưa chắc. Rồi cũng có thể ngồi ở góc này. Đó, nhiều góc lắm.
Đây, ở trong đây có cái quầy bar luôn. Ô, vui vậy. Chờ buổi tối mà ngồi đây cũng thú vị á. Bên kia là nhà bếp hả con? À rồi thôi, nhà bếp người ta đừng vô, vô bị vô người ta la đó. Ồ. Buổi tối đây đông không con? Bốn rưỡi là 6 giờ rất đông hả? Hỏi cái quán này mở được bao nhiêu lâu rồi hả? Trước Tết hả? Trước Tết vậy là khoảng chừng mấy tháng, khoảng chưa tới 6 tháng đúng không? Mở trước dịch luôn á hả? Ừ. Ôi. Em chủ quán hả? Quản lý hả? Ồ. Rồi cái ý tưởng làm quán này sao hay vậy? Tự nhiên nằm ở giữa đồng hay vậy trời? Tình cờ. Hả? À, tức là anh em ra đây chơi là cho thích. Có ý tưởng hả? Nhưng mà ở đây là mình thuê hay là mình mua để mình xây lên này chứ? Chứ lúc đầu nó là cánh đồng không, đâu có gì đúng không? Đất của dân ở đây. À, mình thuê. Thuê đất của dân mình làm cái quán. Này của ông chủ làm chủ. Làm chủ mua luôn. Tự thiết kế ông lên. Trời ơi, mê quá mô hình này. Trời, cái mô hình này mà đem vô trong miền Tây là hết sảy luôn á nha, đồng bằng sông Long ha. Miền Tây là luôn. Thì ông chủ có ý tưởng từ đầu rồi. Dạ. Hay quá, thiết kế đơn giản, dễ thương, dễ sợ luôn nè đó. Thôi nhớ cái gì, bạn nhìn thấy không đó, cái dàn đèn cũng để đó, cái cây gỗ nó mục vậy đó. Nhưng mà khó rớt lắm nha, thấy vậy thôi chứ nó không rớt đâu. Rồi, Quang có vẻ như là Sang đang cứ quay cái bạn Thu Ngân hoài luôn à. Thấy mà Thu Ngân xinh quá, cứ quay hoài. Ôi, ở đây là có một cái gian khác nữa. Ở đây tới tính ra tới 3 gian nhà là 1, 2, 2 khối nhà, 3 khối nhà. Ở đây là 4 khối nhà luôn. Đó. Đây quý vị các bạn thấy không? Đây là một thêm một khối nhà nữa. Rồi buổi chiều đây chắc lý tưởng lắm luôn á. Trời ơi, quán cà phê so chill, so đẹp luôn. Trời ơi, đây đúng rồi. Rồi cái màu xanh xanh. Đừng có nói gì nha, riêng mà cái lavabo rửa tay thôi tôi nhìn là tôi mê rồi đó. Đó, nó đơn giản, nó dễ thương vô cùng. Rồi, làm nó rất là sinh thái nè, nó tự mọi cái nó đều rất là tự nhiên, nó không có một cái gì mà gọi là quá cầu kỳ, nhưng mà thật ra nó rất là tinh tế. Thấy tất cả các bạn đều lao ra cánh đồng chụp. Chứ riêng mình là lát nữa mình đứng đây mình chụp, bảo đảm chụp ở đây cái góc này là bá đạo luôn, không ai nghĩ đến. Còn đây là nhà vệ sinh. Lỡ rồi vô tham quan nhà vệ sinh, nhưng mà đừng đi vô nhà vệ sinh nữ nha. Đây nhà vệ sinh gọn gàng sạch sẽ. Thơm phức. Đơn giản giống như là nhà vệ sinh ở nhà quê ngày xưa. Ở đây mình bước vô cái khối nhà này nữa. Đây là một khối nhà khác. Rồi có màn hình máy chiếu, mình nghĩ là ở đây chắc là sẽ có một số mọi người sẽ vô đây làm hội nghị, hội họp này nọ này kia nè quý vị các bạn. Bàn ghế ở đây cũng khác biệt ha. Ở mỗi nơi có cái kiểu bàn ghế khác nhau hết. Tiểu tiếu, thấy nó tiêu tiếu, thấy nó cu te hay sao, nó xinh xinh. Đó. Khung cửa rồi ở đây là tấm tôn. Đó. Thấy không? Họ tận dụng những cái góc rất là hay luôn đó. Nhìn đây ra lại thấy những cái chậu hoa rồi. Rồi kìa, các bạn đang tranh thủ. Đó, cuộc đời các em nó chỉ có nhiêu đó thôi đó. Hạnh phúc có nhiêu đó. Đó, con bé cháu mình đấy. Có cả tí góc để các bạn chill. Chill. Hình nó hư rồi. Nhìn vậy là nhìn luôn. Đó, hình nó hư rồi. Nha.
sao đứng ngay cái cột đó giống như là bị cắm cái sừng trên đầu vậy chú? Ờ. Nói vậy bố con bị thiệt sao chú? Ờ, tự nhiên cái đứng ngay cái cột giống như cái cắm trên đầu. Trời ơi, chụp hình thì chết rồi. Rồi đứng quay lại đi, chụp lại cánh đồng cho con nè. Đó, vô con dựa vô cái đó không hay không? Dạ, đứng ra luôn con nè. Trời ơi, nhỏ này nó xấu quá, khó hình quá. Đứng làm sao không? Đứng ra cái mỏm này đi, ra đây, đây cho nó nắng nắng chút xíu nè. Rồi ok. Rồi ok, rồi đứng đó. Rồi dùng cái cây đó làm điểm tựa, đúng rồi. Yeah. Muốn diễn với cái cây nè. Ok, đạo diễn luôn. Rồi ngó qua chút một chút nè. Ok. Đây. Rồi máy nó mát luôn, hết chụp được luôn. Nhìn cái đồng phải chồm cái đầu qua luôn. Khó quá. Sến quá anh. Còn phải nói. Ở đây nhiều cảnh sống ảo luôn á chú. Nãy giờ chụp từ bên kia qua tới bên này được không? Đó, anh coi tâm được không? Tí, được tí. Được đó. Cho con với nha. Cảm ơn chú. Chụp lên chú chụp. Chú chụp con, con chụp với chú. Thôi, chú hình ra rồi. Đó con đứng ngay giữa đây nè, chú lấy nguyên cái cánh đồng cũng đẹp này. Là chú không lấy cột không chú? Đừng lấy, không chú lấy ngang luôn rồi. Ok đó. Rồi đẹp. Rồi có nhìn đúng rồi đó, nhìn vào đó, đó nó bay bay lất phất đẹp quá. Rồi ok. So đẹp. Máy nó không ăn. Cái máy này nó bị chờ chung chung. Rồi con có tự nhiên đây, tự nhiên đây. Rồi. Rồi đẹp đỉnh. Thanh xui đi. Ồ. Điều hại chú chụp hình đẹp quá vậy. Rồi nói chung là mền chú. Mền luôn. Nói chung là đó, nhiều góc để sống ảo lắm quý quý bà con cô bác. Rồi. Đúng. Dạ. Để thôn. Rồi. Cho bé đi chụp tại vì dạ được. Chồng nó là fan nó bầu anh. Trời ơi, tự nhiên cho con bé này chụp vì chồng nó là fan của anh là sao? Không có liên quan chút xíu nào luôn á. Đem về chồng đấy. À rồi tự nhiên. Nó hơi sai trái đó tự nhiên. Trời cái chỗ này ngồi cũng đẹp quá nè. Dạ. Ngon ngay chụp được bạn thấy. Rồi có này về là trời chồng ơi. Là gan này chết hết ngay luôn. Rồi ok vô. Đã nha. Rồi. Đã, rồi xuất sắc. Anh rồi. Cho em chụp một cái phải. Rồi được, được. Comment đó. Ken Lamo. 1 2 3. Có mail không qua kìa. Dạ rồi em cảm ơn anh. Trời ơi đây đây người mẫu nè, người mẫu nhí nè. Trời ơi người mẫu nhí cũng cũng chụp hình khí thế luôn. Ôi trời ơi. Ừ đúng rồi. Anh đi anh đi công việc xong rồi thẳng anh ghé đây anh quay luôn. Hay quá, bé dễ thương quá. Là anh giới thiệu ở đây. Đây chụp cho người mẫu này cái nè. Anh cho đăng lên giới thiệu ở đây. Có chứ, có chứ, có. Thì ra đây nè. Cái chỗ này nổi tiếng quá ra chụp cho bà con. Mà không bao giờ thương mà tấn thành mà giọng ai đồ kìa có ảnh. Đây bố. Bố ơi. Mọi người nổi tiếng chụp hình kìa con. Bố. Rồi đây đẹp trai. Cô chưa. Rồi đây con nhìn đây. Oh yeah. Đây, đây lên luôn, lên YouTube luôn. À lên. Báo giờ giờ lên. Đây đây đây. Trời ơi người mẫu đẹp, người mẫu quá đẹp trai. Ok, quay ngay cảnh hai đứa đang giống như bằng bàn nội dung. Rồi ok đẹp. Ồ, thấy có đây có photo từ thành phố Hồ Chí Minh ra chụp cho người mẫu thành phố Hồ Chí Minh luôn, quá dữ. Rồi, ok, quý vị các bạn ư. Rồi, ở đây là nguyên cái hội tôi đang bên phía hôm nay. Rồi, ơi mấy đứa này kiếm. Ồ, wow, cái ly nó gì vậy? Giờ nó làm bánh rau. Ồ, ly cà phê. Trời ơi, hai cái ly của tôi đó nha. Đỉnh, 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 đỉnh. Thôi thùi à, đâu có thấy cái mặt mũi gì đâu. Sáng đâu, sáng. Sáng đâu, cái phía sau sáng cái mặt mấy tôi thùi à. Trời ơi, cánh đồng. Ồ, chụp xong cánh đồng đẹp quá. Đây đây là đây có một người mẫu đến từ Ả Rập kìa, Ả Rập Xê Út.
Rồi bà. Trời ơi, bà đi chụp, đi ra chụp hình sống ảo mà bà trùm. Bà trùm tôi thấy tôi sợ luôn á. Chuyên gia, gọi là chuyên gia đi chụp lén. Chuyên gia chụp lén mà chụp tờ hình đẹp không? Trời ơi, tôi chụp cho mấy tiên nè. Oh, wow man, what the hell. Ăn hành không anh? Hả? Đấy, em ngồi nghiêng qua đó để anh chụp cho em tâm nói. Em nhìn xa xăm ngoài kia kìa đó. Dán cái tóc lên chút. Kéo cái vỏ đen ghê quá, xấu quá. Rồi, ok, đúng rồi. Vướng cái điện thoại của bé kia kìa. Rút điện thoại vô chút thôi. Đó, đưa chụp này rồi. Rồi, nhìn anh cười. Cười đẹp. Anh thấy gì cười quá trời. Trời ơi, nó cười như ngé luôn. Má ơi. Đâu anh, cho em coi. Nè. Để chụp, để chờ chụp cho con ba cho xíu một tấm nè. Con ba thiếu ngồi vậy đi, y ngồi vậy, ngồi vậy. Lấy này xuống. Rồi. Ồ, giống như cái bà đang bị tâm thần hay gì. Rồi ngồi đi, ngồi yên, ngồi đi ngồi đó. Rồi, đừng cứ ngồi mình nhìn thẳng phía trước đừng. Rồi ok. Nhìn thẳng. Đó, nhìn thẳng giống như đang bất động đúng rồi. Yeah. Mắt lim dim. Chắc cha máy đứng rồi. Không, chỗ đó ngồi đẹp á. Đây từ từ này anh chụp nè. Có quá nhiều góc để sống đẹp và sống ảo nha quý vị các bạn. Đi. Rồi ngồi yên. Rồi ok, đẹp lắm rồi ok. Đúng rồi, đẹp. Lấy nét động thì nó có lấy được cái chai nè. Rồi, có hình rồi đó. Rồi. Wow, đẹp quá. Nè. Cô nào lại cặp đi về đi chơi á. Ok. Ủa, cái góc đẹp quá đó, ngồi tự nhìn từ bên này ở đây cũng ngồi được đó, cô Tây ngồi. Trời ơi, cô nào ngồi có như góc nào nhìn cũng đỉnh hết trơn á. Rồi bây giờ thế đây. Ở cái hàng bông giấy đẹp không? Nãy giờ có cái góc này, không ai dám ngồi, tớ sẽ ngồi ngay góc này. Đó. Chuyên gia phơi nắng. Phơi bắn nắng để cho mọi người biết là mình không sợ nắng. Sống ảo là phải sống tới từng, phải vậy á. Hai lúa nè. Kiến đen của tôi đâu? Ồ, chụp kiến đen của anh kìa. Xíu lấy kính. Xíu cho anh cái kiến đen rồi xíu. Không ai an á. Ồ. Đẩy vô đứa con đó. Ủa không ha. Bích bích vậy. Rồi bà Bích đang ngồi bên kia rồi. Anh lấy kính em. Rồi, anh có cái kính đẹp lắm. Có đành đi. Đây quý vị các bạn, ở đây là Roving Chill House, nằm ở khối Thanh Tây, cách trung tâm thành phố Hội An, thành phố cổ Hội An chưa tới